Xin chào các bác đã đến với kênh Kiên Xe Đạp, một kênh chuyên review đánh giá các cái dòng xe đạp nhập khẩu chính hãng. Hôm nay em sẽ đưa đến cho các bác một cái video đánh giá chiếc xe đạp đua full carbon Java Ferroce. Chiếc xe này được trang bị khung full carbon, vành nhôm cối lổ bi vòng, bộ group Shimano 105. Bây giờ em sẽ vào đánh giá chi tiết từng chi tiết chiếc xe này cho các bác xem nhé. Về phần khung này các bác, khung rất là còn mới và đẹp, khung carbon toàn bộ các bác nhé. Size con này là size 50. Đấy, ý em sẽ đo để sao giống ngang giống đứng cho các bác. Dòng Java này là dòng của thương hiệu Ý các bác nhé, khung carbon hết. Giờ em sẽ tiến hành đo size cho các bác. Từ tâm trục đạp cho đến khóa cọc yên là size 50, đúng như ở trên thân xe đề, size 50. Từ tâm cọc yên cho đến tâm cổ phốt cũng là size 50. Xe này thì phù hợp cho các bác cao từ 1m68 đổ lên 1m78. Đấy, size 50. Bây giờ em sẽ test chuyển động của xe. Đánh trước này, đánh sau này. Trang bị bộ chuyển động Shimano 105 10 lít, rất mượt luôn. Xuống mít rồi. Xuống mít. Xuống đĩa, lên đĩa. Xuống đĩa, lên đĩa. Và chuyển động chuyển số rất là mượt mà các bác nhé. Xe trang bị full carbon, đồm group 105, bánh nhôm cối lổ bi vòng rất trơn và bon. Tiếng cối lổ rất là hay. Size 50 đứng, ngang cũng 50 luôn. Xe phù hợp cho các bác cao từ 1m68 đến 1m78. Vâng, giá bán của chiếc xe bên em là 17.900.000. Bao ship toàn quốc cho các bác chuyển hết tiền. Các bác nào quan tâm đến chiếc xe thì có thể nhắn Zalo trên số điện thoại màn hình để em tư vấn trực tiếp. Ngoài ra các bác nhớ ấn đăng ký kênh, cộng ấn chuông để theo dõi các cái xe khác em đưa lên trên kênh. Cảm ơn các bác đã xem video. Hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau.